Giải mã lịch sử xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị thân mến, chắc hẳn bất cứ ai trong số chúng ta đều được nghe về lời tiên đoán đến rùng rợn của các nhà tiên tri. Không chỉ có lịch sử thế giới mà sử sách nước ta đã ghi nhận một số lời tiên tri đúng đến khó tin của những nhân vật kỳ tài đất Việt. Thông qua những câu chuyện sấm truyền, những vĩ nhân ấy đã tiên đoán chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ, khiến cho nhiều người phải giật mình bởi sự linh ứng đến tận ngày hôm nay. Quý vị có đoán được đó là những nhân vật kỳ tài nào hay không? Họ tiên đoán những điều gì đã xảy ra? Hãy cùng với Giải mã lịch sử đi khám phá trong video sau đây. Khiếp sợ với lời tiên tri vận mệnh đất nước của Thiền sư Định Không. Lời tiên tri vận mệnh đất nước của Thiền sư Định Không. Có thể kể đến sự việc giải đoán hậu vận đất nước của Thiền sư Định Không. Người xuất thân từ một dòng tộc quyền quý họ Nguyễn ở hương cổ Pháp Bắc Ninh. Tương truyền rằng, lúc tuổi đã lớn, sư Định Không đến Pháp hội Long Tuyền Nam Dương nghe Pháp, liền lãnh hội ý chỉ. Nhân đây, sư phát tâm xuất gia theo Phật. Thiền sư là một trong ba thiền sư thuộc thế hệ thứ 8 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tu hành ở chùa Thiền Chúng, Hương Dịch Bảng, Phủ Thiên Đức. Sử sách ghi lại rằng, ông là người am hiểu thế số, hành động đúng phép tắc, biết đoán định tương lai. Tương truyền, khi tiến hành xây chùa Quỳnh Lâm, lúc mới đào đất đắp nền đã phát hiện một cái ly hương và 10 cái khánh. Sau đó, nhà sư sai người đem xuống sông rửa sạch. Không may, một cái khánh bị rơi xuống tận đáy sông. Thiền sư Định Không cho rằng đây là điềm báo tốt, liền nói với mọi người, chữ thập, chữ khẩu hợp thành chữ cổ, chữ thủy, chữ khứ hợp thành chữ pháp. Chữ thổ chỉ làng đang ở, nên sư quyết định đổi tên làng của mình từ Diên Uẩn thành Cổ Pháp. Kế đó, sư tụng rằng, hiện ra pháp khí, 12 chuông đồng, hò lý làm vua, ba phẩm thành công. Trong sách Thiền Uyển Tập Anh cho rằng, ngay từ thời điểm năm 785 đến năm 804, tức là hơn 200 năm trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, Thiền sư Định Không đã dự cảm được việc triều Lý xuất hiện trong lịch sử, nên đã làm mấy bài thơ tụng. Câu chuyện mang màu sắc huyền bí, nhưng lại gắn liền với ngôi chùa Quỳnh Lâm, tức là chùa Đài hay gọi là chùa Lục Tổ ở đình Bảng Từ Sơn, Bắc Ninh, nổi tiếng đất Kinh Bắc. Thập khẩu thủy thổ khứ, cổ pháp danh hương hiệu, kê cư loan nguyệt hậu, chính thị hưng tam bảo. Câu kê cư loan nguyệt hậu hiện dịch là gà ngồi lưng loan phượng, và cho rằng đây là lời sấm chỉ sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi năm Kỷ Dậu năm 1009. Tuy nhiên, câu sấm này trong một vài tài liệu lại lý giải rằng gà tức là kê vẫn là chỉ hò lý, nguyệt là mặt trăng chỉ hướng tây, đối lập với mặt trời chỉ hướng đông. Phía tây thời kỳ này là đất Tĩnh Hải hay gọi là Đinh Bộ. Thời kỳ này có đồng tiền Thuận Thiên Đại Bảo mặt sau có chữ nguyệt và đồng tiền Đại Hưng Bình Bảo có chữ đinh ở mặt sau. Nguyệt và đinh cùng có nghĩa là phần đất phía tây là vùng Tĩnh Hải quân. Loan chỉ triều đài nước Đại Hung từ thời Lưu Cung. Kê cư loan nguyệt hậu có thể hiểu là hò lý ở vùng đất phía tây sau thời Lưu Cung, chỉ sự lên ngôi của nhà Lý ở vùng đất Tĩnh Hải sau thời kỳ nước Đại Hưng. Cũng Thiền sư Định Không còn có một bài thơ sấm khác. Pháp khí xuất hiện, thập khẩu đồng chung, Lý Hưng Vương, tam phẩm thành công. Dịch là pháp khí hiện ra,
Khánh Đồng 10 tấm, Hò Lý làm vua, tam phẩm thành công. Chữ tam phẩm hiện được cho là Lý Công Uẩn đang ở hàm tam phẩm mà lên ngôi vua. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tam phẩm thành công là ba đời Hò Lý mới lập nên nghiệp. Nếu hiểu vậy, thì đây là ứng với chuyện từ Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông ẩn họ Lê tới Lý Thánh Tông mới chính thức xưng vương và lấy quốc hiệu Đại Việt. Trước khi qua đời, sư truyền lời tiên tri về hậu vận đất nước cho học trò như sau: ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp tai họa, chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, con khéo giữ pháp này, gặp người họ Đinh thì truyền nguyện ta đã mãn. Hơn 60 năm sau, lời của ông đã linh ứng. Nhà Đường cử tiết đồ sứ Cao Biền sang cai trị bóc lột dân ta. Thâm độc hơn, chúng còn đến nhiều vùng đất, lấy núi linh thiêng, nơi sẽ sinh ra người tài giỏi, trấn yểm triệt phá long mạch. Trong đó có đất cổ pháp của sư Định Không. Một thế kỷ sau đó, Đinh Thiên Hoàng năm 924-979 chấm dứt tình cảnh loạn lạc, sáng lập ra nhà Đinh và nước Đại Cồ Việt, mở đầu cho thời đại độc lập tự chủ của người Việt. Vị thiền sư tiên đoán sự ra đời của triều đại đó chính là La Quý, người họ Đinh, được lịch sử ghi nhận với khả năng tiên tri của mình. Thiền sư Đinh La Quý sinh năm 805, mất năm 936, người An Châu, nay là thôn Đồng Trực, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Theo sách Lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư tiến sĩ thiền sư Lê Mạnh Thát, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 viết: thuở nhỏ Đinh La Quý đã du phương học thiền khắp nơi nhưng không gặp duyên đạo. Sắp thối chí thì thông thiền tu ở chùa Thiền Chúng, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức, nay là thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. La Quý khai ngộ, thờ Thông Thiện làm thầy. Khi thiền sư Thông Thiện sắp viên tịch, gọi sư đến dạy rằng: xưa thầy ta Định Không thường dặn ta rằng, người giữ pháp ta, gặp người họ Đinh thì truyền, con đúng là người đó, ta đi vậy. Khi đã đắc pháp, sư tùy phương diễn hóa, tròn đất dựng chùa, mỗi khi nói ra lời nào, tất là sấm phù, tức là tiên đoán biết trước. Thiền sư La Quý còn được nhắc đến với câu chuyện tiếp tục bảo vệ cuộc đất vừa bị Cao Biền, quan của nhà Đường, yểm theo lời truyền dặn của thiền sư Thông Thiện trước khi mất. Chuyện rằng Cao Biền vốn là người giỏi phong thủy, khi sang nước ta quan sát đã viết một cuốn địa lý Cao Biền Cảo. Biết thế đất cổ pháp sẽ phát đế vương, Cao Biền đã cho đào 19 địa điểm để phá. Thiền sư La Quý đã lấp lại, đồng thời quyên góp tài sản đúc một tường lục tổ bằng vàng chôn gần ở Tam Quan Chùa và dặn với đệ tử: gặp vua sáng thì trao, gặp chúa tối thì giấu. Đặc biệt năm 936, trước khi thị tịch, thiền sư La Quý đã tự tay trồng một cây gạo ở chùa Minh Châu để nối long mạch và dặn đệ tử sau này phải xây nền đắp tháp, nếu cần thì cất giữ tượng vàng lục tổ trong tháp, đừng để cho kẻ khác thấy. Trồng cây gạo xong, thiền sư La Quý để lại lời sấm rằng: Đại Sơn Long Đầu Khi, Cù Vĩ Ẩn Châu Minh, Thập Bát Tự Định Thiền, Miên Thọ Hiện Long Hình, Thổ Kê Thử Nguyệt Nổi, Định Kiên Nhật Xuất Thanh. Dịch là: Đại Sơn Đầu Rồng Ngừng, Đuôi Cù Ẩn Châu Minh, Thập Bát Tự Định Thành, Bông Gạo Hiện Long Hình, Thỏ Gà Trong Tháng Chuột, Nhất Định Thấy Trời Lên.
do những từ thập bát tử ở câu số 3 là triết từ của chữ lý, nghĩa là hò lý, nên bài thơ được diễn giải như sau. Đầu rồng hiền núi lớn, đuôi rồng giấu sự thịnh vượng. Hò lý nhất định thành, khi cây gạo hiện hình rồng. Chỉ trong mấy tháng thỏ gà chuột, chắc chắn sẽ thấy mặt trời anh minh. Và điều này đã ứng với sự ra đời của nhà Lý vào tháng 11, tháng chuột, năm Kỷ Dậu, năm gà, năm 1009. Thiền sư Đinh La Quý là người đã tiếp thu, hoàn thiện và phổ biến tư tưởng của Định Không, rất sành về thế số, giỏi về các khoa học nghiên cứu lịch âm dương ngũ hành và phong thủy, khẳng định nước Việt ta có những vùng địa linh, có khí tượng đế vương, có thể sinh ra những bậc anh hùng xuất chúng, làm chủ đất nước, sánh vai cùng những người làm chủ đất nước Trung Hoa. Đinh La Quý không chỉ nêu ra thuyết địa linh mà còn phải đối diện mạnh mẽ với chính sách yểm trừ những thế đất thiên tử của Cao Biển, tự mình hoặc bảo người đi lấp lại những chỗ đất mà Cao Biển đã đào bới. Đánh giá về công lao của Đinh La Quý, sách Lịch sử Phật giáo Việt Nam viết: khơi dậy và giáo dục ý thức độc lập cho toàn dân là một trong những thành công rực rỡ của nền giáo dục Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, mà người đi đầu là Định Không và Đinh La Quý. Sách viết tiếp: tư tưởng địa linh do Định Không đề ra, La Quý hoàn thiện và phổ biến đã cung cấp một nền tảng lý luận vào thời điểm ấy. Đây là đóng góp to lớn của La Quý với lịch sử dân tộc và Phật giáo. Tiếp theo đó là tài tiên tri của Thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh sinh năm 938, mất năm 1925, là người họ Nguyễn, quê ở Cổ Pháp, Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay. Ông là vị thiền sư có nhiều đóng góp trong việc mở ra nhà lý, đồng thời cũng là một nhà tiên tri. Câu chuyện nổi tiếng nhất về khả năng tiên tri của thiền sư Vạn Hạnh gắn liền với cây gạo do thiền sư La Quý trồng ở làng Diên Uẩn. Theo Đại Việt Sử Ký, vào năm 1009, cây gạo này đã bị sét đánh và hiện lên những dòng chữ như sau: thọ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hoa đào mộc lạc, thập bát từ thành, đông a nhập địa, dì mộc tái xanh, chấn cung kiết nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Được dịch là: gốc cây thăm thẳm, ngọn cây xanh xanh, cây hoa đảo rụng, 18 hạt thành, cành đông xuống đất, cành khác lại xanh, đông mặt trời mọc, tây sao ẩn hình, 6-7 năm nữa, thiên hạ thái bình. Sư Vạn Hạnh đã giải đoán rằng trong câu thọ căn diễu diễu, chữ căn là gốc, gốc là vua, chữ diễu đồng âm với chữ yểu, nghĩa là vua Lê Long Đĩnh sau này sẽ chết yểu. Trong câu mộc biểu thanh thanh, chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi, chữ thanh đồng âm với chữ thịnh, nghĩa là một người trong số quần thần sẽ lên nắm chính quyền. Ở câu 3, chữ hoa đào ghép lại thành chữ Lê, tức là nhà Lê sụp đổ. Ở câu 4, ba chữ thập bát tử ghép lại thành chữ Lý, tức là nhà Lý sẽ lên ngôi. Trong câu đông a nhập địa, chữ đông và chữ a ghép thành chữ Trần, nói về sự kế tiếp của nhà Trần sau nhà Lý. Câu dị mộc tái xanh, nghĩa là một họ Lê khác, Lê Lợi và hậu Lê sẽ lại nổi lên. Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc nhỏ có tên là Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1491, âm lịch, ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hà Hồng, trấn Hải Dương,
nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nổi tiếng học rộng, mẹ là con út của quan tiến sĩ thường thư Bổ Hộ, triều vua Lê Thánh Tông. Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực nên to khỏe, thông minh khác thường. Chưa đến một tuổi đã nói sỏi. Lên 4 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm được mẹ dạy kinh thơ nôm. Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng bản nhãn Lương Đắc Bằng ở làng Trạch Triều thuộc huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa ngày nay, nổi danh với giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm đến tận nhà tầm sư học đạo. Vốn sáng dạ lại chăm học hành, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc của thầy và được chính thầy giao con trai cho nuôi dạy. Tráng nguyên ở tuổi 40 và những lời tiên tri nổi tiếng. Khi nhà hậu Lê rơi vào khủng hoảng, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không ra ứng thi sớm. Tính từ khi trưởng thành, ông bỏ qua 6 khoa thi dưới triều Lê. Ngay cả khi nhà Mạc lên thay cho Lê Sơ năm 1527, xã hội dần ổn định, ông vẫn bỏ qua 2 khoa thi đầu dưới triều của nhà Mạc. Tới năm 1535, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, thời thịnh trị nhất của nhà Mạc, ông mới quyết định thi và đậu ngay trạng nguyên. Năm đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngoài 40 tuổi. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bỉnh Khiêm được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ, được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi Trình Quốc Công, nên dân gian quen gọi là Trạng Trình. Trong gần 20 năm, từ năm 53 đến năm 73 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm không ra hẳn kinh sư nhưng ông vẫn đảm nhiệm nhiều việc triều chính. Sách lịch triều Hiến Chương Loài Chí viết: Vua Mạc tôn như bậc thầy, khi trong nước có việc quan trọng vẫn sai sứ đến hỏi ông. Có lúc còn triều ông về kinh để hỏi mưu lớn. Ông học rộng hiểu sâu, nghĩa lý kinh dịch, mưa nắng hòa phúc việc gì cũng biết. Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là một nhà tiên tri số 1 của nước Việt. Ông từng đưa ra lời sấm bảo nhà Mạc chạy lên Cao Bằng dựng nghiệp sau khi thất thủ ở Thăng Long và sẽ tồn tại qua 3 đời. Quả nhiên điều này đúng. Ông còn khuyên Trình Kiểm giữ chùa thờ Phật được an oản, tìm người trong tông thất nhà Lê lập làm vua. Nhà Trịnh làm theo và từ đó nối đời cầm quyền, nhưng danh nghĩa vẫn là tôn phò nhà Lê. Với nhà Nguyễn, từ khi Nguyễn Kim chết, Nguyễn Uông, con cả của Nguyễn Kim, đã bị chính Trình Kiểm ám hại. Trước tình thế nguy nan, Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim, đã cho người đến hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhận được câu ẩn ý hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân. Nghĩa là một giải hoàng sơn có thể dung thân được. Từ đó, năm 1558, Nguyễn Hoàng đã xin họ Trịnh vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, rồi dần xây dựng cơ đồ họ Nguyễn ở phương Nam. Trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn, thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, ông viết: Biển Đông vàn dằm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Chỉ những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này như lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau, rằng phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Trong bài viết Tầm nhìn chiến lược về biển đảo của Trạng Trình từ 500 năm trước, tác giả Nguyễn Đình Minh nhận định: Trước đây, khi đề cập đến lãnh thổ, chúng ta thường nói nhiều về sông núi, đất đai. Chúng ta có nói về biển, nhưng không nhiều. Nhưng 500 năm trước,
Nguyễn Bình Khiêm đã dự báo tầm quan trọng của biển đảo đến sự tồn vong thịnh trị của quốc gia. Điều ấy cho thấy tầm chiến lược và bảo vệ của ông rất rộng lớn và toàn diện. Như vậy là video của chúng tôi đến đây là hết. Quý vị có những suy nghĩ gì sau khi tìm hiểu đoạn video này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký miễn phí, nhấn vào biểu tượng tín hiệu chuông để luôn được nhận thông báo mỗi khi Giải Mã Lịch Sử ra những video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!